Một Phật tử nó hỏi: A Di Đà Phật, con xin kính bạch thầy ạ. Thầy cho con hỏi, nếu trong các bữa con không ăn chay thì khi con tụng kinh Địa Tạng có sao không ạ? Và khi ngồi đọc sách, con có cần phải trang phục nghiêm chỉnh, tức là quần áo, quần dài và áo không ạ? Ở đây thì Phật tử hỏi là khi không ăn chay có tụng kinh Địa Tạng có được không? Được, không sao. Nhưng tất nhiên thì công đức nó cũng sẽ giảm đi, nhưng vẫn được, có còn hơn không. Ý thứ hai, Phật tử hỏi là khi ngồi đọc sách thì có cần phải mặc quần áo dài để chỉnh trang nghiêm không? Nên như thế, nên đầy đủ oai nghi phép tắc để mà đọc sách, đặc biệt là khi chúng ta còn mạnh khỏe, vân vân. Không nên mặc quần đùi, áo cộc, quần ngắn, áo me ô để mà gì mà cầm sách phần mà đọc. Đấy là cái, vì chúng ta như thế là không đủ lòng thành kính, sẽ tổn phước. Cho nên khi đọc sách Phật nên gì rửa chân tay mặt mũi cho sạch sẽ, và cầm quyển kinh hay quyển sách của Phật lên, chúng ta phải xác định là thân thể chúng ta phải trang nghiêm, y áo cho chỉnh tề.